luân chuyển, chỉ định cán bộ mới tại Bộ Ngoại giao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ngày 20 tháng 9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trao quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ. Theo đó, ông Nguyễn Tiên Phong, nguyên đại sứ Việt Nam tại Pakistan được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ, Bộ Ngoại giao. Ông Nguyễn Quang Minh, nguyên tham tán, đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu, Bộ Ngoại giao. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ mong muốn, với kinh nghiệm trong công tác đối ngoại của mình, các cán bộ mới được trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm tiếp tục nỗ lực, phát huy hết năng lực, phẩm chất của mình để đóng góp vào công tác chuyên môn, đưa công tác của bộ và đơn vị ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo bộ. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, ông Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ 15, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã công bố quyết định số 18 QĐVKSTC ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam, kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, Vụ 3, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Tại quyết định số 19 QĐVKSTC ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ông Chu Xuân Ngọc, kiểm tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng, Vụ 16, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ 15, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Tại quyết định số 26 QĐVKSTC ngày 19 tháng 9 năm 2024 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ông Vũ Hồng Điệp, kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến mong rằng trên cương vị công tác mới, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, gương mẫu, nêu cao sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm trong công việc, từ đó góp phần giúp cho đơn vị và ngành kiểm sát ngày càng phát triển hơn.